Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và kinh tế, Mark Boyle nhanh chóng tìm được một công việc lương cao tại một công ty thực phẩm hữu cơ ở Bristol, Vương quốc Anh. Kế hoạch vốn có của anh trong nhiều năm là kiếm một công việc tốt và mua tất cả những thứ vật dụng mà xã hội, bao gồm cả anh, gắn liền với định nghĩa về sự thành công. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một đêm năm 2007, trong một buổi đàm đạo thân thiện với một người bạn bên ly rượu trên nhà nổi của anh. Họ thảo luận về các vấn đề của thế giới và cách giải quyết chúng tốt nhất để thực sự tạo ra sự khác biệt. Đó là lúc anh nghĩ rằng tiền bạc là gốc rễ của hầu hết các vấn đề và nhớ đến câu nói nổi tiếng của Gandhi, hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới. Mark bán chiếc nhà nổi đắt tiền của mình, chuyển đến một chiếc xe caravan cũ mà ai đó đã tặng cho anh vì họ chỉ muốn vứt bỏ nó, và bắt đầu cuộc sống không tiền bạc. Những tháng đầu tiên thật khó khăn, vì anh cần thay thế những tiện nghi mà anh đã quen thuộc, như tách cà phê buổi sáng, bằng những thứ anh có thể tìm được miễn phí, từ thiên nhiên. Mark thừa nhận, những tháng đầu tiên thật khó khăn, tôi phải tìm đường. Nếu bạn nghĩ về sự xáo trộn khi bạn chuyển nhà hoặc thay đổi công việc, hãy tưởng tượng việc thay đổi mọi thứ cùng một lúc. Sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh doanh và kinh tế, Mark Boyle nhanh chóng tìm được một công việc lương cao tại một công ty thực phẩm hữu cơ ở Bristol, Vương quốc Anh. Kế hoạch vốn có của anh trong nhiều năm là kiếm một công việc tốt và mua tất cả những thứ vật dụng mà xã hội, bao gồm cả anh, gắn liền với định nghĩa về sự thành công. Nhưng mọi thứ đã thay đổi vào một đêm năm 2007. Trong một buổi đàm đạo thân thiện với một người bạn bên ly rượu trên nhà nổi của anh, họ thảo luận về các vấn đề của thế giới và cách giải quyết chúng tốt nhất để thực sự tạo ra sự khác biệt. Đó là lúc anh nghĩ rằng tiền bạc là gốc rễ của hầu hết các vấn đề và nhớ đến câu nói nổi tiếng của Gandhi, hãy trở thành sự thay đổi mà bạn muốn thấy trên thế giới. Mark bán chiếc nhà nổi đắt tiền của mình, chuyển đến một chiếc xe caravan cũ mà ai đó đã tặng cho anh vì họ chỉ muốn vứt bỏ nó và bắt đầu cuộc sống không tiền bạc. Những tháng đầu tiên thật khó khăn, vì anh cần thay thế những tiện nghi mà anh đã quen thuộc như tách cà phê buổi sáng bằng những thứ anh có thể tìm được miễn phí từ thiên nhiên. Mark thừa nhận, những tháng đầu tiên thật khó khăn, tôi phải tìm đường. Nếu bạn nghĩ về sự xáo trộn khi bạn chuyển nhà hoặc thay đổi công việc, hãy tưởng tượng việc thay đổi mọi thứ cùng một lúc.